quằn quèo với chuyện miết siêu của Ngô Lỗi và Lộ Tư, hết gọi em bé đặt tay lên eo cực kỳ tình cảm. Ngô Lỗi và Lộ Tư có chemistry cực đỉnh trong Tinh Hà Sán Lạn. Tinh Hà Sán Lạn là bộ phim đang nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả. Ngoài kịch bản phim chất lượng, sự kết hợp ăn ý của Ngô Lỗi và Lộ Tư cũng là lý do quan trọng làm nên độ hot của phim. Mới đây, hình ảnh hậu trường cực tình của nam nữ chính càng khiến cộng đồng mạng lần lần thích thú. Cụ thể, khi phải diễn cảnh ôm eo Lộ Tư, Ngô Lỗi đã loay hoay một hồi lâu, cuối cùng quay sang cầu cứu đạo diễn: "Em không biết eo chị ấy nằm ở đâu cả." Sau đó đích thân đạo diễn phải chạy ra chỉ dẫn tận tình cho nam diễn viên. Ngô Lỗi chỉ biết cười ngại ngùng rồi quay ra thở dài trêu chọc Lộ Tư: "Trẻ con không có eo." Lập tức nữ diễn viên đã phản pháo: "Đứa trẻ có eo," và cầm tay Ngô Lỗi đặt lên eo của mình. Hành động tình bề bình của Ngô Lỗi và Lộ Tư quả thực khiến không ít fan couple phải trụy tim, quằn quèo vì quá thích thú. Ngô Lỗi vừa nổi tiếng là giỏi tại chemistry với bạn diễn. Chị Lộ Tư cũng là nữ diễn viên không ngại xào couple nên tương tác của cả hai dù trong phim hay hậu trường đều vô cùng tốt. Hiện tại phần 2 của phim Tinh Hà Sán Lạn Nguyệt Thăng Thương Hải đã phát sóng, dự kiến sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn, đang chờ đón khán giả trong những tập phim tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.